Bài tập số 18. Rồi, chúng ta đầu tiên mình làm câu 1. Tính điểm trung bình biết rằng môn Excel là nhân hệ số 2. Như vậy á, điểm trung bình thì mình sẽ bằng là gì? Quạt nè. Windows nè, cộng quạt nè, cộng Excel nè, nhân mấy các em? Nhân 2. Như vậy là tổng cộng là có bao nhiêu? Bao nhiêu môn? 3 môn mà cộng môn Excel hệ số 2 thì mình chia cho mấy? Chia cho 4. Thì mình tính được cái điểm trung bình. Điểm trung bình thì cái môn nào hệ số bao nhiêu thì mình nhân bấy nhiêu, mình chia tổng cái số ô lại, tổng cái số môn. Câu 2. Chèn thêm cột điểm thêm bên trái cột kết quả, cột điểm. Ở đây có cột điểm thêm rồi, chúng ta không chèn nữa. Cột điểm thêm dựa vào ký tự đầu của mã và dò tìm trong bảng điểm thêm. Rồi, ví dụ ở đây là T thì điểm thêm của mình là được bao nhiêu? 0.5. D là được 1, K là được 2. Như vậy á, là mình cắt ký tự đầu, mình so sánh ở trong cái bảng điểm thêm, mà mình so sánh nó theo dạng cột thì mình dùng cái hàm gì? Hàm V lớp khớp là tìm kiếm theo cột. Thì mình mới cắt ký tự đầu tiên, là dùng là cắt ký tự đầu tiên là nó bên trái của chuỗi, là dùng hàm lép. Mình cắt nó một ký tự. Rồi sau đó mình so sánh xuống cái bảng là tìm kiếm ở trong cái bảng thêm. Mình quét khối từ A14 đến B16, mình nhấn F4. Và mình lấy dữ liệu là cột thứ 2. Và mình tìm kiếm chính xác thì mình phải không, đóng ngoặc lại. Chúng ta là tìm kiếm theo dạng cột thì chúng ta dùng cái hàm V lớp khớp. Câu 3. Tổng điểm bằng điểm trung bình cộng điểm thêm. Vậy tổng điểm bằng điểm trung bình cộng cho điểm thêm. Mình phân tích cái đề, mình làm tương tự như vậy thôi. Chúng ta làm câu tiếp theo là cột xếp loại. Nếu lớn hơn bằng 8 thì giỏi, mà nếu mà lớn từ 8 mà tới 6 là khá. Rồi, nếu như là lớn hơn bằng 5 á là trung bình, mà còn bé hơn 5 thì sao các em? Yếu. À, như vậy là mình sử dụng cái hàm là hàm gì để mình xếp loại?
hàm if đầu tiên if. Đây các em xét cho hàm if bằng if nếu mà tổng điểm mà nó lớn hơn bằng 8 thì nó là loại gì các em? Giỏi. Còn nếu nó nhỏ hơn bằng 8 thì mình xét tiếp. Mình xét theo cái điều kiện là loại trừ. Như vậy mình xét nó là từ 6 tới 8 là mình chỉ cần xét nó lớn hơn bằng 6 là được. Thì tức là điều này có nghĩa là cái gì? Nó nhỏ hơn 8 mà nó lớn hơn bằng mấy? 6. Lớn bằng 6. Thì khi đó là loại khá. Loại khá ha. Đánh vô khá. Ngược lại là mình tiếp tục mình xét theo một điều kiện đó, nếu H3 lớn hơn bằng 5, tức là nó nhỏ hơn 6 mà nó lớn bằng 5, thì nó là trung bình. Ngược lại là nó nhỏ hơn 5 là cái gì các em? Yếu. Thì nếu như ta sử dụng hàm n thì nó phức tạp hơn, tại vì điều kiện như vậy thì nó loại trừ được. À, lớn hơn chưa bằng 8 là giỏi nè, 8 đi 6 là khá nè. Chúng ta phải loại trừ trường hợp thay vì ta dùng cái hàm n kết hợp thì nó phức tạp hơn, thì cha ta chỉ cần là xét nếu nó lớn hơn 8, còn nó không lớn hơn 8 thì mình xét lớn hơn 6 thì mình hiểu là nó nhỏ hơn 8 và nó lớn bằng 6. Đó là cái logic đó các em. Ở đây mình đổi cái tên cột thành là xếp loại. Rồi mình chèn thêm một cột kế bên bên. Bên trái mình chèn vô đây, nhấp vô insert. Thì đây là cột kết quả. Cái này là xếp loại ha. Nãy mình làm là làm xếp loại. Rồi. Kết quả. Mình đi xét cột kết quả. Nãy là mình làm xếp loại trước rồi. Giờ cột kết quả. Rồi xét cột kết quả. Thì cột kết quả á, nếu là đậu thì cái điều kiện đó là điểm trung bình nó lớn hơn bằng 5 và 3 môn mỗi môn đều phải lớn hơn 5. Do đó là khi mà ta xét á, là chỉ cần mà 3 môn mà nó lớn hơn bằng 5 thì chắc chắn rằng là cái điểm trung bình nó phải lớn bằng 5. Do đó là xét ba điều kiện là C3 là window nè, lớn hơn bằng gì? 5 nè. D3 cũng phải là gì các em? Lớn hơn bằng 5 nè. SL cũng lớn bằng 5. Chắc chắn rằng là 3 môn lớn hơn bằng 5 thì cái điểm trung bình nó phải lớn bằng 5 thôi. Mình bỏ qua bớt điều kiện. Nếu nó thỏa mãn điều kiện này thì là đậu. Còn không thỏa mãn điều kiện thì sao các em? Rớt. À, đây. Mặc dù là điểm trung bình nó lớn hơn bằng 5 nhưng mà có một môn dưới 5 nó sẽ rớt. Đây cũng vậy ha.
Rồi. Kết quả thì mình xét là điều kiện em là tổng hợp đồng thời cả ba. Đồng thời cả ba thì mình sử dụng cái hàm n. Đúng không? Một hoặc một trong ba thì mình sử dụng là o. Còn đồng thời là sử dụng hàm n. Nó chỉ đúng khi cả ba cùng đúng thì nó mới đúng. Rồi, tiếp theo các em. Rồi, làm bảng tổng hợp. Số thí sinh đậu là mình có phải là hồi nãy mình đã làm rồi. Là dùng hàm điểm là hàm dùng hàm gì các em? Khao gì? Khao yếp. Khao yếp ha. Dữ liệu cần so sánh là thằng nào? Dữ liệu cần điểm là có phải là đậu rớt không? Mình quét khó câu này. Rồi, mình đưa điều kiện vào. Câu này là đậu thì mình đưa điều kiện là gì các em? Đậu. Rồi. À, có 4 người đậu nè. 1, 2, 3, 4. Rồi, tương tự như vậy. Rớt á, thì mình cũng vậy. Khao yếp. Quét khói cột kết quả. 7. Đưa điều kiện vào là rớt. Rồi đóng ngoặc lại. Mình có 4 thí sinh rớt. Mình đi đếm. Cái số thí sinh có điểm trung bình lớn hơn bằng 8 thì mình vẫn sử dụng cái hàm là khao yếp. Rồi mình quét cái điểm trung bình vào. Rồi ở đây là tới điều kiện đặt. Thì mình đặt một cái điều kiện logic vô đây. Mình đặt trực tiếp luôn. Là lớn hơn 8. Dòng trên là mình đặt điều kiện là đậu rớt. Còn đặt điều kiện dưới là lớn hơn 8. Mình đóng ngoặc lại. Mình enter. Thì điểm trung bình lớn hơn 8 thì có được 1 thí sinh. Đây à. Nguyễn Duy Dương. Đó. Rồi tương tự. Mà điểm trung bình mà thấp nhất thì dùng là gì? Bé nhất là dùng hàm min. Rồi điểm trung bình cao nhất thì dùng hàm max. Câu tiếp theo là chích rút các hậu viên có điểm trung bình lớn hơn bằng 7 và xếp loại khác. Câu 6 là chích rút dữ liệu với điều kiện là điểm trung bình lớn hơn 7 và xếp loại khác. Thì đầu tiên là chúng ta phải làm một cái vùng điều kiện. Thì mình copy á, là cái tiêu đề của điểm trung bình xuống phía dưới. Và mình copy cái chỗ xếp loại mình đưa xuống dưới là cái tiêu đề này ở trên mới đưa xuống dưới. Thì mình đặt điều kiện vào là điểm trung bình lớn hơn 7 và xếp loại của mình là loại khá. Mình đánh vào. Khi cái điều kiện mà trên một dòng như vậy á thì nó là điều kiện and. Điều kiện n tức là ở đây là điều kiện cái vùng tiêu chuẩn của mình á là điểm trung bình lớn hơn 7 và xếp loại là khá. Thì các em thực hiện các bước sau. Bước 1 là các em nhấp vào data. Các em nhấp vào data, các em chọn
Advanced. Rồi, chọn Copy to. Rồi, đầu tiên á là mình quét khối từ A cho tới C, tất cả dữ liệu của mình. Mình đưa vào cái điều kiện lọc là cột thứ hai, là ô thứ hai, mình quét điều kiện lọc vào. Cái thứ ba là mình đưa vào là mình copy tới đâu, mình nhấp vào cái ô phía dưới là ô A20 và mình OK. Thì trong cái bài này á là không có dữ liệu là điểm trung bình lớn hơn 7 và loại khác. Ví dụ giờ ta đặt là điểm trung bình lớn hơn 6 và loại khác thì ta tiến hành ta lọc lại. Ở đây nó còn lưu vết sẵn ha, chúng ta OK. Thì ta sẽ lấy được một dữ liệu là Hoàng Quốc Bảo, điểm trung bình là 6.5 và xếp loại là khá. Đây là cái thầy hướng dẫn cho các em điều kiện lọc.